cuộc sống xanh. Cuộc sống xanh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình cuộc sống xanh hôm nay có những nội dung sau đây. Thông tin về triển lãm Công trình xanh và sự phát triển bền vững. Tiết mục hộp kiến thức giới thiệu một số cách giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Đón ngay cuộc sống xanh để cùng chúng tôi hành động. Cho màu xanh hôm nay, dành quà tặng ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề thì việc xây dựng những công trình xanh, thân thiện với môi trường, giúp tiết kiệm năng lượng là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm mục đích nâng cao hiểu biết và nhận thức của người dân về công trình xanh cũng như là mong muốn thúc đẩy xu hướng xanh hóa môi trường sống, triển lãm, công trình xanh và sự phát triển bền vững diễn ra ở Hà Nội đã mang đến cho người tham gia những trải nghiệm thú vị. Cộng tác viên Minh Trang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về cuộc triển lãm này. Trước giờ khai mạc, gian phòng trưng bày những hình ảnh và mô hình về công trình xanh đã thu hút rất đông người dân, đặc biệt là các bạn trẻ các kiến thức và thông tin về công trình xanh vốn khó tiếp cận và còn mới lạ tại nước ta, nhưng tại triển lãm này, lần đầu tiên những kiến thức và thông tin ấy được thể hiện dưới nhiều hình thức thú vị. Mỗi khu vực trưng bày của triển lãm đều được bố trí theo một ý tưởng riêng, khiến người xem có những trải nghiệm thị giác mới lạ. Triển lãm giới thiệu 20 công trình có yếu tố xanh, đó là những công trình sử dụng các vật liệu từ thiên nhiên hay vật liệu tiết kiệm năng lượng, không gây hại cho môi trường, tối ưu hóa việc đưa nước và cây xanh vào công trình. Bên cạnh việc trưng bày mô hình, triển lãm còn cung cấp thông tin khoa học, chi phí đầu tư xây dựng, quy trình thực hiện những công trình đó. Ông Nguyễn Minh Thông, đại diện tổ chức Venture Worldwide, Cộng hòa Liên bang Đức, hy vọng buổi triển lãm nghệ thuật này sẽ nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công trình xanh trong sự phát triển bền vững, từ đó thúc đẩy trào lưu này phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng có thể nói công trình xanh là một cái trào lưu trên thế giới đã được 15-20 năm nay rồi nhưng ở Việt Nam chúng ta thì đây mới là cái giai đoạn hết sức là mới mẻ nhận thức của giới chuyên môn kiến trúc sư các kỹ sư xây dựng và đặc biệt là của dân chúng vẫn còn chưa nhiều lắm chúng tôi hy vọng thông qua sự kiện này mong rằng giới truyền thông sẽ kết nối được với giới chuyên môn về kỹ thuật về kiến trúc để có thể sao đưa đến cho công chúng những cái thông điệp dễ hiểu gần gũi hơn về công trình xanh tiết kiệm hiệu quả năng lượng. Cũng tại sự kiện này, các đơn vị tổ chức trong nước và quốc tế đã tham gia diễn đàn mở Công trình xanh và sự phát triển bền vững để cùng bàn luận và trao đổi những vấn đề liên quan đến việc thiết kế và xây dựng công trình xanh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện Bộ Xây dựng cũng giới thiệu bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả và các công trình mẫu của bản quy chuẩn này trong khuôn khổ hợp tác giữa Thủ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng. Lần đầu tiên, những thuật ngữ và yêu cầu kỹ thuật phức tạp của bản quy chuẩn được trình bày và thể hiện bằng những hình ảnh sinh động và dễ hiểu với thành công của buổi triển lãm ông nguyễn trung hòa vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ xây dựng tin tưởng rằng với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong tương lai trào lưu xây dựng và thiết kế công trình xanh sẽ trở nên phổ biến ở nước ta Phát triển đô thị xanh ở Việt Nam là một cái hoạt động lớn của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và đấy cũng là một nhiệm vụ giao cho Bộ Xây dựng. Tôi cũng rất phấn khởi được nhận sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về xây dựng công trình xanh hỗ trợ cho Bộ Xây dựng các văn bản, đặc biệt là các văn bản về kỹ thuật hướng dẫn thiết kế và xây dựng công trình đảm bảo công trình đó là công trình xanh. Đóng góp vào thành công của lĩnh vực truyền thông về công trình xanh trong những năm qua, phải kể đến dự án A4G Việt Nam một dự án nhằm thúc đẩy hiệu quả năng lượng và cung cấp giải pháp thiết kế cho công trình xanh ở việt nam anh ngô xuân hưng quản lý dự án cũng là thành viên ban tổ chức triển lãm chia sẻ mỗi thành viên trong ban tổ chức đều cố gắng nỗ lực hết mình nhằm đưa ra những thông điệp giản dị nhưng cần thiết giúp những kiến thức về công trình xanh đến gần hơn với mọi người Chúng tôi nghĩ về chuyện là hình ảnh hóa và tổ chức những sự kiện cộng đồng để có thể đưa những cái thông tin này một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận đến cho tất cả mọi người. Mong muốn lớn nhất của ban tổ chức là tạo được mối quan tâm trong cộng đồng đối với công trình hiệu quả năng lượng. Chúng tôi hy vọng là sau cái buổi triển lãm này thì sẽ có nhiều người bắt đầu quan tâm hơn và chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ chia sẻ thông tin về nhà xanh. Buổi triển lãm thực sự là nơi gặp gỡ và giao lưu hữu ích cho những ai quan tâm đến việc đưa không gian xanh vào môi trường sống đặc biệt đây là cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các kỹ sư kiến trúc sư và các sinh viên đang theo học chuyên ngành liên quan đến xây dựng và kiến trúc là một trong những người tham gia buổi triển lãm bà phạm hải hà phụ trách bộ môn kiến trúc và môi trường khoa kiến trúc trường đại học xây dựng hà nội cho rằng những sự kiện như thế này rất cần thiết và có ý nghĩa với các bạn sinh viên có đam mê thiết kế các công trình thân thiện với môi trường hiện nay các em sinh viên cũng như giới sư đã bắt đầu quan tâm đến cái thiết kế các hình xanh tiết kiệm năng lượng nhưng mà cái kỹ năng để mà thiết kế được hình này thì hiện nay ở việt nam mình không có nhiều các trường đại học thì nay vẫn chưa có đào tạo kỹ năng về thiết kế các hình xanh đây là một cái buổi để cho người dân có thể đến tham khảo và họ hiểu hơn thế nào là công trình xanh tiết kiệm năng lượng anh Nguyễn Văn Thành, trưởng phòng tư vấn thiết kế công ty Boydens Việt Nam, cũng rất ấn tượng khi có nhiều bạn trẻ quan tâm và đến với triển lãm là một kiến trúc sư, anh Thành nhận thấy xu hướng phát triển ngày càng mạnh của những thiết kế kiến trúc xanh và anh mong sẽ có nhiều sự kiện như thế này để người trong nghề có cơ hội giao lưu nâng cao kỹ năng chuyên môn. Rất là ấn tượng, cũng có rất là nhiều bạn trẻ cũng rất là quan tâm đến vấn đề công trình xanh, tiết kiệm năng lượng. Mình nghĩ rằng là những cái hoạt động này nên được tổ chức thường xuyên hơn để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Việc này cũng rất quan trọng đối với giới kỹ sư cũng như là kiến trúc sư, đặc biệt là kiến trúc sư bởi vì kiến trúc sư họ là người thiết kế nên hình dáng của tòa nhà mà cái những cái đó thì nó ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề về năng lượng trong tòa nhà. Công trình xanh tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường đã và đang là xu hướng chung trên toàn thế giới. Không những mang lại giá trị thẩm mỹ cao mà còn có ý nghĩa to lớn đối với sức khỏe và đời sống tinh thần của con người. Trong tương lai, mong rằng xu hướng này sẽ phát triển tại nước ta, góp phần mang màu xanh và làm đẹp thêm cuộc sống. Hộp kiến thức Quý vị và các bạn thân mến, không khí trong nhà luôn sạch sẽ, thoáng đãng sẽ giúp cho con người khỏe mạnh và có được tinh thần sảng khoái là quan nhất. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, bất cứ ai đều mong muốn được trở về ngôi nhà thân yêu với không khí mát mẻ trong lành. Điều đó sẽ giúp xua tan đi những lo âu, làm cho cơ thể khỏe khoắn hơn và tinh thần luôn vui khỏe. Tiết mục hộp kiến thức hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu một số cách làm giảm ô nhiễm không khí trong nhà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Để loại bỏ không khí gây ô nhiễm trong nhà, chúng ta phải làm cho nhà cửa thông thoáng bằng cách mở cửa sổ hoặc sử dụng các thiết bị thông gió để đưa khí ô nhiễm ra ngoài. Tuy nhiên, tránh mở cửa khi mà bên ngoài có các khí thải ô nhiễm. Những đồ dùng nội thất mới hay căn phòng mới tân trang có hóa chất Chúng ta nên để thông thoáng nhà cửa bằng cách mở cánh cửa cho mùi của các vật dụng này bay bớt ra ngoài hoặc dùng các chất khử mùi khác để giảm mùi khó chịu của vật dụng đó. Vệ sinh dọn dẹp nhà cửa thường xuyên như lau chùi nấm mốc, bụi bẩn từ các nguồn phát sinh, hút bụi thường xuyên trên các vật dụng như chăn màn, quần áo, các vật dụng không dùng nên che đậy để tránh bụi bẩn. Trang bị máy lọc khí trong nhà như bộ lọc khí điều hòa giúp bầu không khí trong nhà luôn trong lành tuy nhiên chúng ta vẫn phải thông gió đầy đủ để duy trì lượng không khí trong nhà luôn ổn định và dễ thở bên cạnh đó thường xuyên vệ sinh bộ lọc không khí và các thiết bị quạt gió cho sạch sử dụng máy tạo khí ozone có nồng độ thấp để khử mùi hôi mốc hay mùi thuốc lá hạn chế đun than củi trong nhà hay tổ chức các tiệc nướng nếu có thì nên có hệ thống khử mùi và khói không nên hút thuốc trong nhà hay vận hành máy móc xe máy hay ô tô trong nhà nhà vệ sinh và buồn tắm nên lau rửa hàng ngày, tránh để nơi này bẩn vì chúng sẽ là nguồn ô nhiễm, gây ra các mầm bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, thay vì dùng những chất tẩy rửa bằng hóa chất, bạn nên dùng những loại chất tẩy rửa hữu cơ không gây hại cho chính bản thân người dùng và môi trường như chanh, giấm. Các bạn cũng cần lưu ý việc trộn chung nhiều loại chất tẩy rửa với mục đích tạo ra chất tẩy rửa mạnh sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe cũng như làm giảm độ trong lành của không khí trong nhà. Trong nhà hạn chế dùng thảm vì thảm là nơi chứa nhiều bụi bẩn và vi khuẩn ô nhiễm. Nếu có dùng thảm nên dùng các loại thảm len và thường xuyên hút bụi bẩn để thảm luôn sạch. Nên trồng nhiều cây xanh phù hợp xung quanh nhà để tạo sự quang hợp và trao đổi loại bỏ chất ô nhiễm tạo không khí trong lành. Bên cạnh những biện pháp cơ bản trên, các bạn cũng cần quan tâm xử lý dọn dẹp môi trường xung quanh nhà như thu gom rác thải, quét dọn thường xuyên, tránh để bụi bẩn bay vào. Thường xuyên loại bỏ rác thải ở cống rãnh, hút bùn cho cống sẽ làm giảm nước thải đọng lại gây mùi khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chương trình cuộc sống xanh hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.